tuyên 16 năm tù tên trộm dùng búa đinh đánh chủ nhà nguy kịch. Trời chập trọng tối thấy có người dập dình phía sau nhà, bà Tám cầm theo một thanh gỗ nhỏ bước đến để xem xét, thì bị kẻ gian dùng búa đóng đinh liên tục bổ mạnh vào đầu, khiến bà Tám chấn thương sọ não và bất tỉnh. Tuy nhiên nạn nhân đã may mắn thoát chết. Ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động, xét xử đối với bị cáo Tần Nảy Sinh, sinh năm 1996, chú huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, về tội giết người và cướp tài sản. Theo cả trạng, đầu năm 2021, sinh vào Đà Nẵng làm công nhân xây dựng và tạm trú tại thôn Quan Nam Ba, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, gần nhà bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1967. Khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2021, thấy bà Tám đi vắng, sinh nảy ra ý định đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Khi đối tượng treo hàng rào vào phía sau nhà để tìm kiếm tài sản, thì thấy bà Tám trở về. Sợ bị phát hiện, sinh ngồi xuống nấp vào một căn phòng gần với chuồng heo. Lúc này bà Tám cũng thấy có bóng người dập dình phía sau nhà nên cầm một thanh gỗ đi ra để xem xét. Sau bị bà Tám phát hiện và hô hoán mọi người bắt giữ, sinh lượm chiếc búa đóng đinh ở dưới đất để tấn công bà Tám từ phía sau. Đối tượng dùng búa đập liên tục vào phần gáy, phần đầu và vùng mặt bà Tám, khiến nạn nhân ngã xuống và bất tỉnh. Sinh lấy chiếc điện thoại Nokia 105 của bà Tám, rồi chạy lên dãy núi gần đó lẩn trốn. Một lúc sau bà Tám khi tỉnh dậy và được xóm giềng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của bà Tám là 71%. Tại phiên tòa, Tần này sinh khai do gia đình khó khăn nên bị cáo vào Đà Nẵng để lao động kiếm sống. Sau một thời gian làm việc nhưng chủ không trả tiền nên sinh quyết định nghỉ việc. Trong gần một tháng thất nghiệp, sinh không có tiền, không có chỗ ở nên ngày đi lang thang tìm kiếm cái ăn, tối ngủ ở các ống cống cạnh công trình chưa thi công. Vì quá khổ nên bị cáo mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để sống qua ngày, đợi chủ trả tiền thì sẽ về quê. Sau khi đột nhập và gây thương tích cho bà Tám, sinh đã trốn chui lùi 20 ngày trong rừng, ăn quả dại uống nước suối cầm hơi cho đến khi bị bắt. Chiếc điện thoại chiếm đoạt của bà Tám sau khi sử dụng hết pin, bị cáo đã vứt bỏ trong rừng. Tần nảy sinh cho rằng bản thân chỉ có mục đích đi ăn trộm, chứ không có ý định làm tổn hại hay giết bà Tám, chỉ vì sợ bị phát hiện nên bị cáo mới tấn công để tẩu thoát. Được biết, Tần nảy sinh từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Lào Cai xử phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích mà phạm tội mới. Do đó, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, xin thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Sau khi xem xét, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên Tần Nảy Sinh 16 năm tù về tội giết người và 3 năm về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Tần Nảy Sinh phải chấp hành là 19 năm tù. Ngoài ra hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường 100 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại.